Chào mừng quý vị và các bạn đến ván đấu giữa hai danh thủ Trịnh Duy Đồng và Vương Linh Nhất. Trong ván đấu, danh thủ Trịnh Duy Đồng là người cầm quân đỏ, là quyền đi trước, và danh thủ Vương Linh Nhất là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra trong thể loại cờ chớp tại giải cờ tướng Quảng Kỳ Bôi năm 2022. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời quý vị và các bạn cùng đón xem.